Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 63 của bộ truyện Tử Dương Môn, tác giả Phong Ngự Cửu Thu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe truyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói Mạc Vấn sau khi mà nghe xong tin tức của Long Hàm Tu thì lập tức trong lòng sinh ra dự cảm chẳng lành rất là mãnh liệt. Long Hàm Tu chính là tộc trưởng của người Miêu, vẫn luôn sinh sống tại Man Hoang. Mà khu vực Man Hoang, độc xà, tràn lan mãnh thú khắp nơi. Rời khỏi tộc nhân thì an toàn của Long Hàm Tu rất khó mà được đảm bảo. Theo suy đoán của các ngươi thì nàng có thể đi đâu? Mạc Vấn hỏi người Miêu để mình đẩy trần nọ. Cái này không biết được đâu. Người Miêu mình trần lắc đầu mà nói. Này, thế các ngươi vẫn còn sống ở chỗ cũ chứ? Lão Ngũ sen mồm hỏi. Người Miêu ngẩng đầu nhìn Lão Ngũ, do dự một chút xíu thì mới gật đầu. Lão Ngũ móc một ít bạc vụn trước ngực ném cho người Miêu mình trần, rồi kéo Mạc Vấn vẫn còn đang nhíu mày suy nghĩ đi về phía bắc. Lão già, thôi đừng nghĩ nữa, đến thôn trại bọn họ hỏi thử đã biết. Năm đó lúc ngươi rời khỏi Man Hoang, Long Hàm Tu có chỗ nào dị thường hay không? Mạc Vấn hỏi. Không, rất bình thường mà. Ta và phu nhân còn tạm biệt nàng nữa cơ mà. Lão Ngũ trả lời. Mạc Vấn nghe vậy không hỏi nữa. Lúc mà Long Hàm Tu mất tích thì Lão Ngũ đã rời đi được 4-5 năm. Trong khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì thì không thể nào đoán ra được. Thôn trại Long Hàm Tu ở thì nằm ở phía tây bắc của trấn nhỏ. Nam nữ ở tách nhau. Trại đàn ông thì trách về phía đông, phụ nữ thì trách về phía tây. Lúc hai người đến thôn trại phụ nữ Miêu tộc ở thì đã là canh ba. Thôn trại của người Miêu vẫn giữ dáng vẻ năm đó, chẳng thay đổi gì lớn. Để ta đi gọi các nàng dậy, Lão Ngũ nói. Không cần, ra sau núi thôi. Mạc Vấn xoay người đi về phía bắc. Lão Ngũ gật đầu bước nhanh đi theo Mạc Vấn. Đến được chỗ vách đá sau núi thì hai người thi triển thân pháp leo đưa cửa vào tế đàn được ẩn giấu trong chỗ tối. Đến cửa vào tế đàn thì hai người cùng phát hiện thấy một bông tai xương thú rơi ở trên khu đất ở trước bậc thang. Lão Ngũ khom lưng nhặt lên, lấy áo lau lau đi lớp bụi ở trên đó. Lão già, là của nàng đó. Mạc Vấn mắt liếc nhìn bông tai đó rồi quay người đi xuống phía dưới. Bông tai của Long Hàm Tu rơi ra ở chỗ này, chứng tỏ Long Hàm Tu từng tiến vào tế đàn. Mà bông tai của nàng rơi ở vị trí không hề bí mật. Nếu Long Hàm Tu trở ra thì nhất định sẽ phát hiện được và nhặt lại bông tai của mình. Bởi vậy có thể thấy rằng Long Hàm Tu có khả năng là tiến vào tế đàn vào một ngày nào đó, vào 3 năm trước, sau đó thì không trở ra nữa. Lúc đi trên con đường dưới đáy sông thì cảm giác chẳng lành trong lòng Mạc Vấn càng lúc càng thêm mãnh liệt. Long Hàm Tu chẳng có lý do gì để ở lại tế đàn thời gian dài như vậy. Mà trong tế đàn cũng không đủ điều kiện sống lâu dài được. Long Hàm Tu rất có khả năng đã xảy ra chuyện gì rồi. Lên tới hòn đảo biệt lập ở giữa sông thì hai người lao thẳng tới tế đàn. Sao lại không thấy con độc long không chân ở trên đảo nữa nhỉ? Mạc Vấn nghi ngờ mà hỏi. Sau khi lên đảo hắn không cảm nhận được khí tức của độc long. Chuyện đó à? Phu nhân chưa nói với ngài sao? Lão Ngũ ho khan hai tiếng. Mạc Vấn nghe vậy mới nhớ lại là độc long trên đảo đã được Lão Ngũ thả cho chạy nhiều năm về trước rồi. Đảo không lớn thì hai người lại đi nhanh. Chốc lát sau đến được tháp mộ đá. Nhìn về phía bắc thì thấy ở cửa đá to lớn của tế đàn được đào dưới chân núi đang mở rộng. Một chiếc quan tài xanh ngọc đặt bên ngoài tế đàn. Nắp quan tài đã mở ra. Ở phía bên phải cửa đá có một bộ hài cốt hình người. Thấy tình hình này Mạc Vấn rất căng thẳng lướt nhanh tới. Đến gần thì hắn phát hiện là dựa vào quần áo và trang sức còn sót lại để xác định đây là xương cốt của Long Hàm Tu đã mất tích vào 3 năm trước. Tuy rằng trước đó đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng vào khoảnh khắc thấy được hài cốt của Long Hàm Tu thì vẫn khiến cho đầu óc hắn choáng váng. Tuy rằng hài cốt chỉ còn lại xương trắng nhưng vẫn duy trì tư thế lúc chết. Với lại vào 3 năm dầm mưa dại nắng vẫn không khiến quần áo Long Hàm Tu mục nát toàn bộ, có thể thấy được bên dưới không hề mặc gì. Còn mẹ nhà nó, là ai làm cái chuyện này vậy? Lão Ngũ theo tới, thấy hài cốt Long Hàm Tu thì tức đến dựng tóc ngược cả lên. Mạc Vấn nhíu mày giơ tay ý bảo Lão Ngũ đừng nóng này, sau đó ngồi xổm xuống kiểm tra hài cốt thật là kỹ càng.
tại bộ phận đầu của di cốt của Long Hàm Tu, thì tại Nguyệt Ngọc Trầm ở phía sau đầu đã phải chịu một đòn nghiêm trọng. Xương đầu nứt vỡ lõm vào bên trong. Ngoại trừ một kích chí mạng này ra thì không thấy vết tích đao kiếm gì trên khung xương. Ngoài ra thì xung quanh hài cốt của Long Hàm Tu không hề có bất cứ một vết tích gì như là đã dãy rủa. Móng tay đều ở xung quanh ngón tay, từ phần đầu trở xuống. Với tư thế này thì không thể nào hô hấp được. Nếu lúc chịu nhục Long Hàm Tu vẫn còn sống thì nàng sẽ nghiêng đầu để mũi có thể hít thở được. Đây là bản năng của một người. Bởi vậy rằng là có thể thấy được sau khi nàng bị sát hại thì mới bị làm nhục. Là do người tu hành ra tay đó. Người này chắc là biết chúng ta quen với Long Hàm Tu, sợ ta làm phép chiêu hồn, cho nên trong lúc giết hại nàng đã trực tiếp đánh tan hồn phách của nàng rồi. Mạc Vấn đứng thẳng người dậy. Lão già, mẹ kiếp, chắc chắn là do tên Liễu Sinh đó rồi. Lão Ngũ tức giận mà nói. Không, Liễu Sinh thì không có động cơ để giết hại Long Hàm Tu đâu. Huống hồ gã lại không thích phụ nữ, chuyện này không liên quan đến gã đâu. Mạc Vấn ngoái đầu nhìn quan tài ngọc bên cạnh, phát hiện trong quan tài ngọc không có gì cả. Nhiều năm trước hắn đã từng lấy hỏa phù chiếu sáng để mà quan sát bên trong quan tài. Trong quan tài ngọc này vốn cất giữ một cánh tay trái của Sivu, mà giờ đây cánh tay trái này đã biến mất tăm mất tích. Lão già, người khác có thể đánh tan hồn phách của nàng không? Lão Ngũ nhíu mày nghiêng đầu. Long Hàm Tu chỉ là một người phàm tục, muốn đánh tan hồn phách của nàng không hề khó, đạo nhân bình thường cũng có thể làm được điều đó. Mạc Vấn lắc đầu nói. Dựa vào manh mối hiện có thì cái chết của Long Hàm Tu hẳn có liên quan đến cánh tay của Sivu bên trong tế đàn. Long tộc trưởng là một người tốt, không ngờ lại rơi vào kết cục như thế này. Lão Ngũ thở dài thổn thức. Thu hài cốt lại đi. Mạc Vấn giơ tay chỉ vào chiếc quan tài ngọc. Lão Ngũ ngay vậy tiến lên nhặt từng mảnh hài cốt của nàng bỏ vào trong quan tài ngọc. Lão già, đây là thứ gì nhỉ? Lão Ngũ cầm một cây đoàn trượng màu đen, thứ này dài chừng khoảng 6-7 tấc. Tay cầm màu vàng, phần trước thì có màu đen. Phát hiện nó ở đâu vậy? Mạc Vấn đưa tay nhận lấy cây đoàn trượng. Hắn đã từng thấy cây đoàn trượng này rồi, là tín vật của tộc trưởng Miêu tộc, cũng là chìa khóa để mở tế đàn. Ở trên eo của nàng đó. Lão Ngũ chỉ phần xương hông đặt bên trái mình. Mạc Vấn cầm đoàn trượng nhíu mày suy nghĩ. Chỉ có mình Long Hàm Tu biết thứ này là chìa khóa để mở tế đàn, hung thủ không thể nào biết được. Ngoài ra cây pháp trượng này nằm ở bên hông của Long Hàm Tu, nói rõ là sau khi Long Hàm Tu mở tế đàn ra thì không lập tức bị giết hại ngay. Bởi vậy có thể thấy hung thủ không hề chỉ dựa vào vũ lực để mà bức bách nàng. Nhìn Lão Ngũ tìm nhặt di cốt của Long Hàm Tu, trong lòng Mạc Vấn không hề bình tĩnh chút nào. Tuy đã cách nhiều năm, hắn vẫn còn nhớ rõ giọng nói và vẻ mặt vui cười của Long Hàm Tu, và ngay cả dáng điệu vẫn còn như mới đây vậy. Lúc vừa mới học đạo rời núi, hắn còn không thể làm được đến mức định khí thần nhàn. Mùi thơm của trên người Long Hàm Tu cực kỳ nồng, thân hình thì đẫy đà mê người, hồi đó lại lưu lại cho hắn một ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Nếu như là không phải năm đó Long Hàm Tu vì để bảo vệ miêu trại được an toàn đã tự nguyện hiến thân cho tên Vương Bằng Tử khiến hắn xem thường, thì giữa hai người rất có thể đã phát sinh một vài chuyện. Nhưng giờ đây tộc trưởng miêu tộc xinh đẹp đó chỉ còn lại một bộ xương trắng. Chờ lúc mà Lão Ngũ nhặt xương trắng bỏ vào trong quan tài ngọc xong, Mạc Vấn lấy quà tặng mang đến cho nàng ở trước ngực bỏ ra trong quan tài ngọc. Tuy nàng không thể nào đeo đồ trang sức được nữa, và cũng không thể nào thưởng thức linh quả, nhưng mà những thứ này là chuẩn bị cho nàng, không thể bởi vì nàng đã chết mà giữ lại hoặc là tặng cho người khác được. Lão già, không đúng rồi. Lão Ngũ vò đầu bứt tai mà nói. Mạc Vấn quay đầu nhìn về phía của Lão Ngũ. Lão Ngũ duỗi tay chỉ hài cốt của Long Hàm Tu mà nói. Lão già, cái áo mà ngài cho nàng cứ mặc mãi, lúc trước ta vẫn còn thấy, nhưng mà sau giờ lại mất tăm rồi nhỉ. Được Lão Ngũ nhắc nhở thì Mạc Vấn mới nhớ tới là năm đó đã từng dùng thiên tằm ti do người Miêu tìm được dệt thành hai chiếc nhuyễn giáp thiên tằm, chia ra cho Lão Ngũ và Long Hàm Tu. Về sau Lão Ngũ cần phải thường biến hóa thân rơi vào hình người nên đã đưa nhuyễn giáp cho hắn. Trong lúc chiến đấu với cả Ngao Thuật thì nhuyễn giáp đã bị Thanh Long kích đâm xuyên qua, sau đó lại bị lửa thuần dương do nội đan con nghê dẫn phát thiêu hủy. Mà cái áo của Long Hàm Tu thì vẫn luôn nằm ở trong tay của nàng. Cái kiện nhuyễn giáp đó thì rất có thể đã bị hung thủ lấy đi rồi.
Mạc Vấn di chuyển nắp đậy quan tài ngọc lại, sau đó nhắm mắt đọc kinh. Đọc kinh chủ yếu là để siêu độ vong hồn, nhưng giờ tác dụng duy nhất của nó chính là khiến lòng Mạc Vấn bình thản hơn đôi chút. Tuy rằng là hai người chẳng có tình cảm riêng tư, nhưng cũng là bạn bè sớm chiều ở chung. Quan trọng nhất chính là Long Hàm Tu đã từng giúp đỡ hắn. Lúc mới rời núi hắn vẫn chưa khống chế thành thạo được lò lửa. Nếu như không có Long Hàm Tu triệu tập người Miêu giúp đỡ tìm kiếm rất nhiều dược thảo, thì hắn đã chẳng thể nào luyện chế đan dược, xông phá được tử khí. Yên tâm đi, ta sẽ lấy đầu hung thủ để mà cúng tế cho ngươi. Mạc Vấn thở dài mở miệng, nói xong thì xoay người đi về phía nam. Ra khỏi địa đạo là đã canh năm, mùa hè trời sáng rất là sớm. Lúc vòng ra trước núi thì Miêu nữ ở trong thôn trại đã thức dậy bắt đầu làm việc. Hai người chúng ta chính là bạn của Long Hàm Tu. Nghe nói Long tộc trưởng vào 3 năm trước đã mất tích, nên cố ý tới để giúp đỡ tìm kiếm. Làm phiền các ngươi đi thông báo cho người chủ sự. Mạc Vấn nói với cả phụ nhân cường tráng canh cửa. Phụ nhân canh cửa nhận ra Mạc Vấn và Lão Ngũ, liền bước nhanh vào trong thôn trại, gọi một cô gái mặc quần áo xanh đỏ, tuổi tác khoảng cỡ 30, rất lạ mặt. Bởi vì không có quen biết nên trại chủ hiện tại không cho phép hai người tiến vào, đứng ngoài cửa nói chuyện với hai người. Theo lời của nàng nói thì Long Hàm Tu mất tích vào khoảng cuối năm của 3 năm về trước, cách nay đã gần 4 năm rồi. Thời gian trước khi mất tích thì rời khỏi thôn trại, có lúc cả đêm chẳng về. Khoảng thời gian đó thì Long Hàm Tu từng nhiều lần thương nghị với cả trưởng lão trong trại rằng là nên sáp nhập trại nam và nữ lại với nhau. Về sau bởi vì trưởng lão trong tộc phản đối mãnh liệt quá nên thôi. Vì vậy sau khi mà Long Hàm Tu mất tích thì mọi người mới đoán rằng là nàng gặp được ý trung nhân. Mất tích là bởi vì theo ý trung nhân vào Trung Nguyên rồi. Trò chuyện với nhau xong thì Mạc Vấn nói lời cảm ơn rồi rời đi. Lão gia, chúng ta nên đến chỗ ở của Long tộc trưởng xem thử, biết đâu có manh mối. Lão Ngũ nói. Mạc Vấn nghe vậy thì lắc đầu. Lần trước lúc ngươi mang càn khôn đằng quay trở lại có tiến vào sơn động ở sườn núi không? Ta rơi thẳng vào dưới đáy cốc mà. Làm sao vậy lão gia? Lão Ngũ khó hiểu mà hỏi. Đi, đến sơn cốc đó. Mạc Vấn giơ tay chỉ hướng đông bắc. Lão Ngũ nghe vậy thì cởi trường bào biến thành cự bức chở Mạc Vấn đi về phía đông. Miêu trại cách sơn cốc đó không xa. Qua một khắc thì hai người đã đến được sơn cốc. Mạc Vấn nhảy người hạ xuống tiến vào sơn động nằm giữa vách đá. Sau khi tiến vào sơn động thì cảnh tượng bên trong khiến cho Mạc Vấn phải hít vào một ngụm khí lạnh. Lần trước lúc hắn đến thì phát hiện một cỗ nữ thi thể trẻ tuổi bên trong động. Xuất phát từ ý tốt thì đã đưa cỗ nữ thi, bởi vì ăn nhầm đan dược nên thân thể không bị phân hủy, vào chỗ ngủ lúc còn sống. Mà lúc này thì cỗ nữ thi đó đang nằm sấp chính giữa sơn động, đã bị người ta tàn phá thương tích đầy mình. Lão Ngũ theo vào sau, thấy tình cảnh bên trong thì ngạc nhiên sợ hãi, lại thấy mặt Mạc Vấn lộ ra sát ý, liền vội vàng mở miệng giải thích. Chết, lão gia, chuyện này không phải ta làm đâu, ta lại không thích người chết mà. Đừng có ồn ào nữa. Mạc Vấn lườm Lão Ngũ một cái, sau đó di chuyển ánh mắt lên người nữ thi. Năm đó Ngọc Thanh Tông đuổi theo ta đòi Cửu Long Đỉnh lại. Ta từng nói cho bọn hắn biết là mình có được Cửu Long Đỉnh như thế nào. Bọn hắn tất nhiên sẽ phái người tới kiểm tra. Thời gian hai chuyện xảy ra chẳng chênh lệch bao nhiêu. Chuyện này chắc chắn do đạo nhân Ngọc Thanh gây ra. Đúng, cứ bắt đầu điều tra cho bọn hắn đi. Lão Ngũ nghe vậy thở hắt ra một hơi. Không cần kiểm tra, chuyện này chắc chắn có liên quan tới bọn hắn. Đi tổ đình Ngọc Thanh. Lão gia, hay là mang theo cỗ thi thể này nhé, bằng không sẽ chẳng có chứng cứ đâu. Lão Ngũ chỉ vào nữ thi trưng cầu ý kiến của Mạc Vấn. Được, mang theo đi. Mạc Vấn gật đầu đồng ý. Lão Ngũ đi lên trước, cầm một cái chăn bông vẫn còn chưa mục giữa nơi góc sơn động, bao bọc nữ thi lại, rồi xé một miếng vải buộc lại. Lão gia, mà tổ đình của Ngọc Thanh ở đâu vậy? Lão Ngũ hỏi. Ngọc Hư Cung ở Côn Lôn Sơn. Chúng ta đến Ngọc Thanh Sơn ở Cán Châu trước. Nơi đó là đạo trường của Ngọc Thanh, cũng là chỗ ở của Ngọc Thanh Phái. Năm đó người đuổi theo ta đa số do Ngọc Thanh Phái triệu tập tới, Mạc Vân nói. Lão Ngũ nghe vậy thì đáp một tiếng, nhảy ra khỏi sơn động, biến thân thành cự bức. Mạc Vân xách bọc thi thể nhảy lên lưng rơi. Lão Ngũ vỗ cánh bay lên cao, ra khỏi hố trời rồi bay nhanh về phía đông. Lúc bay về phía đông thì Mạc Vấn suy xét lại các manh mối ở trong đầu.
hắn có thù oán sâu nặng với cả Ngọc Thanh Phái. Thực ra thì câu này phải nói ngược lại mới đúng, là Ngọc Thanh Phái có thù oán sâu nặng về hắn. Năm đó bị Ngọc Thanh Phái đuổi theo bức đến nóng này, hắn đã triệu Bạch Hổ cắn mười mấy vị cao thủ của Ngọc Thanh Phái thành què cụt. Lần này đến đó hỏi tội ắt sẽ bị ghi hận. Dù có mang theo nữ thi thể để làm bằng chứng mà cũng không thể coi như là bằng chứng được. Đối phương sẽ có thể sẽ chối cãi, khả năng lớn là sẽ phải đánh nhau. Thật không dễ dàng mới yên ổn được, còn gây chuyện nữa thì chắc chắn sẽ gây nên phiền phức cho bản thân. Có điều dù có gây thêm phiền phức cho bản thân thì cũng phải đến đó hỏi tội. Nhất định là phải tìm được hung thủ giết hại Long Hàm Tu. Long Hàm Tu đã chết. Đối với cô gái đã từng giúp đỡ mình, điều duy nhất hắn có thể làm lúc này chính là báo thù cho nàng thôi. Lão Ngũ bay rất nhanh, sau 2 canh giờ đã đến được Cán Châu. Tới được địa giới Cán Châu, không cần Mạc Vấn chỉ đường đã tìm được Ngọc Thanh Sơn. Ngọc Thanh Sơn chính là ngọn núi cao nhất ở trong cảnh nội Cán Châu. Xung quanh có mười mấy ngọn núi thấp hơn bao quanh. Ở sườn ngọn núi chính có một đạo quan lớn. Tòa đạo quan này cực kỳ rộng, phải để gấp 5 lần Vô Lượng Sơn. Vì có vết xe đổ lần trước, lúc đến gần Ngọc Thanh Sơn thì Lão Ngũ thả chậm tốc độ. Mạc Vấn đứng thẳng người dậy, tay phải phóng linh khí dò đường. Cho đến ngoài Ngọc Thanh Sơn 5 dặm mà vẫn không phát hiện được bình chướng linh khí. Đi hướng nam, từ cửa chính đi bộ lên núi, Mạc Vấn nói với cả Lão Ngũ. Hiện nay người tu hành cưỡi phi cầm thì không còn là số ít. Bay trên không có một cấm kỵ, đó chính là không thể bay qua trên đạo quán chủ triền, bởi vì hành động này là bất kính với đối phương. Lão Ngũ nghe vậy thì đổi hướng bay về phía nam, chẳng mấy chốc đã thu cánh hạ xuống dưới chân Ngọc Thanh Sơn, biến hóa thành hình người, vác theo nữ thi đi theo Mạc Vấn lên núi. Ngọc Thanh Phái là môn phái lớn nhất của Ngọc Thanh Tông. Sơn môn được bố trí tại dưới chân núi cách đạo quán mười mấy dặm. Sơn môn có người gác. Lúc này mấy tên đạo nhân đang ngồi trong đình nghỉ mát bên cạnh cổng đang đánh cờ. Thấy Mạc Vấn và Lão Ngũ đến thì một đạo nhân ngồi xem đánh cờ đi về phía hai người. Vô Lượng Thiên Tôn, đạo hữu tới đây là có chuyện gì vậy? Phúc sinh Vô Lượng Thiên Tôn, bần đạo là Thiên Khô Tử Thượng Thanh Tông. Bạn của ta bị đạo nhân quý phái sát hại, bần đạo đến đây là để truy tra hung thủ. Mạc Vấn chắp tay hoàn lễ. Mạc Vấn vừa nói ra lời này, sắc mặt đạo nhân tiếp khách kịch biến, lùi nhanh về phía sau mấy bước, quay đầu nhìn về phía đồng môn đang đánh cờ. Mấy tên đạo nhân đang đánh cờ cũng nghe được lời nói của Mạc Vấn, đẩy bàn cờ rồi bước nhanh ra khỏi đình nghỉ mát, đứng cùng một chỗ với cả đạo nhân tiếp khách vừa mới đặt câu hỏi. Sau đó đồng loạt rút ra trường kiếm, dáng vẻ như gặp cường địch. Bần đạo tuân theo lễ nghi báo tên Bái Sơn, xin đạo hữu đi truyền tin. Mạc Vấn lại mở miệng. Mấy vị đạo nhân Ngọc Thanh nghe được lời của Mạc Vấn thì đưa mắt nhìn nhau, sững sờ chốc lát thì một đạo nhân có tuổi tác khá lớn trong số đó mở miệng mà nói. Bần đạo đi thông báo với cả trưởng giáo, xin người tới giữ nghiêm quy củ Bái Sơn. Mạc Vấn sớm đã biết đối phương có thành kiến với hắn, cho nên hắn chẳng cảm thấy bất ngờ vì đối phương thay đổi xưng hô. Vậy làm phiền đạo trưởng. Đạo nhân đó nháy mắt cho ba vị đồng môn còn lại. Ba người đó gật đầu đáp ứng. Người này cất trường kiếm chạy nhanh về phía bắc. Lão già, nói không chừng hôm nay phải đánh nhau to đó. Lão Ngũ cúi đầu nói với cả Mạc Vấn. Mạc Vấn e rằng đám đạo nhân đó đã nghe được lời của mình thì sẽ vị chi khả phủ. Nếu đổi lại là người khác nghe được tin bằng hữu chết thì nhiều nhất chỉ thở dài mấy cái, rơi vài giọt nước mắt. Người chân chính thì làm chuyện gì đó cho người chết rất là ít, và càng sẽ không vì bằng hữu đã chết mà chọc tới phiền phức to lớn cho bản thân. Nhưng hắn không làm trong số đó. Sau khi rời khỏi Man Hoang thì hắn vẫn chưa từng trở lại nói cảm ơn với cả Long Hàm Tu. Bản thân như vậy đã là thất lễ. Nếu bởi vì sợ gây thêm phiền phức cho bản thân mà không thèm đến xỉa đến thì tuyệt đối là vong ân rồi. Hôm nay mặc kệ là phải gặp lực cản lớn như thế nào đi nữa thì hắn nhất định cũng phải tóm được hung thủ cho bằng được. Một khắc sau, trên đỉnh núi truyền đến tiếng chuông. Sau 9 tiếng chuông vang lên thì đạo nhân ở trong núi liên tiếp rời khỏi phòng xá biệt viện của mình mà chạy đến đại điện Ngọc Thanh. 9 tiếng là hiệu lệnh triệu tập khẩn cấp nhất. Không hỏi cũng biết là Ngọc Thanh cực kỳ xem trọng việc hắn tới, nhưng kiểu xem trọng này phần nhiều là một loại căm thù. Lão gia, bọn chúng đi tụ tập rồi, coi bộ chốc lát chẳng xong được đâu. Chúng ta cứ vào trong đình chờ thôi. Sắp đến giờ ngọ, mặt trời chói chang của mùa hè chiếu thẳng khiến Lão Ngũ mồ hôi đầm đìa.
Người vác thi thể tới dưới bóng cây tạm nghỉ trước đi, Mạc Vấn nói với cả Lão Ngũ. Dựa theo quy củ của đạo giáo, trong khoảng thời gian bái sơn chờ đợi đối phương tiếp đãi là không thể ngồi. Đối phương đã có sẵn địch ý rồi, nếu còn thất lễ nữa thì sẽ kích thích mâu thuẫn của đôi bên hơn. Lão Ngũ nghe vậy thì vác bao thi thể tới dưới tảng cây. Sau khi thả bọc thi thể xuống thì quay người trở lại, uể oải đứng bên cạnh Mạc Vấn. Chờ đợi trong khô khan, sau nửa canh giờ rốt cuộc trên núi đã có động tĩnh. 5-6 con chim đưa thư rời khỏi đạo quan bay về các phương hướng khác nhau. Lão già, hình như là bọn chúng muốn tìm người giúp đỡ, Lão Ngũ lại thì thầm. Chuyến này của chúng ta không phải gây khó dễ, chỉ là truy tra hung thủ, cần gì phải sợ bọn hắn triệu tập bao nhiêu người trợ giúp chứ, Mạc Vấn nghiêm mặt mà nói. Tuy chim đưa thư Ngọc Thanh phái thả ra chỉ có 5-6 con, nhưng thực tế là bọn họ kêu gọi người giúp đỡ không chỉ có chừng đó. Ngọc Thanh Sơn là đạo trường ở thế gian của Ngọc Thanh Thiên Tôn. Mấy đạo quán chi nhánh khác phần lớn đều sẽ để lại phù chú định vị ở nơi này. Tuy câu này của Mạc Vấn nói là có vẻ tùy ý, nhưng giọng điệu lại cực kỳ cứng rắn. Lão Ngũ nghe vậy thì biết hắn đã chuẩn bị xong cho việc đánh nhau rồi nên không lắm mồm nữa. Lại thêm nửa canh giờ, Ngọc Thanh Phái vẫn chưa có động tĩnh gì cả. Tuy rằng Mạc Vấn không biểu hiện ra không vui, nhưng mà cơn giận trong lòng đã chậm rãi gia tăng. Ngọc Thanh Tông thì vẫn luôn tự cao tự đại, khinh thường Thái Thanh thân với cả dân và Thượng Thanh Tông thu nhận dị loại, làm như mình là nha môn của quan phủ vậy, tới giải oan cáo trạng còn phải chờ đợi rất là lâu. Tuy là trong lòng giận dữ như vậy, nhưng Mạc Vấn lại không để mặc cho giận dữ ảnh hưởng tới thần trí. Lúc chờ đợi thì thầm suy xét các loại tình tiết trong đầu, đảm bảo trong lúc hỏi tội phải có lý, có chứng. Động thủ là cách tệ nhất, có thể giải quyết mọi chuyện hòa bình thì tốt nhất không cần phải ra tay, bởi vì một khi mà đã ra tay thì có khả năng sẽ vạ lây đến người nhà và bạn bè thân thích. Một canh giờ, hai canh giờ, đợi mãi cho đến giờ thân, buổi chiều, Mạc Vấn phẫn nộ thật rồi. Đứng phơi dưới ánh nắng chói chang trọn vẹn trong ba canh giờ, đừng nói là ăn trưa mà chẳng có ai tới đưa cả một ly nước trà. Đây là Ngọc Thanh Tông đại khách thất lễ, hơn nữa là đang làm nhục hắn. Đến lúc này thì ý nghĩ trong đầu hắn đã thay đổi rồi. Nghĩ cho người nhà không muốn ra tay là thật, nhưng không thể bởi vì lo cho người nhà mà nén giận sợ bóng sợ gió. Nên làm gì thì làm cái đó. Bọn hắn muốn báo thủ đánh lén, vậy cứ giết hết là xong. Mẹ kiếp lão già, không thể nhẫn nhịn được nữa rồi, ta phơi nắng sắp chín luôn rồi đây này. Lão Ngũ buông vai thả lỏng hông, vẻ mặt phờ phạc. Người ở lại đây, ta đi tìm ít thức ăn, Mạc Vấn nói xong. Không đợi Lão Ngũ trả lời, đã lóe người tiến vào trong rừng cây bên phải. Một khắc sau Mạc Vấn trở lại, đưa cho Lão Ngũ một ít quả trái cây. Lão Ngũ nhận lấy quả cắn một ngụm, nhíu mày chặt lưỡi, ném mấy quả đó vào trong rừng cây phía tây. Thôi để ta đi lấy cho. Thật ra thì Mạc Vấn vừa nãy rời đi không phải là tìm kiếm thức ăn, mà là âm thầm bố trí 23 tấm định khí phù ở trong khuôn viên 50 dặm quanh Ngọc Thanh Sơn, lẫn nhau giao thoa tách rời, khiến chúng nó không hề nào ghép thành trận được, để lại một chỗ ở phía nam. Chỉ chờ mấy môn phái trợ giúp khác của Ngọc Thanh đến thì sẽ phong bế Ngọc Thanh Sơn lại. Nếu như đối phương không giao ra hung thủ thì hôm nay hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Giờ thân qua đi thì có đạo nhân Ngọc Thanh cưỡi hạc, loan rồi nhạn, cắt, tấp nập bay đến. Theo sau là hố lớn đám người sử dụng thân pháp chạy đến. Giờ thân đi qua thì có đạo nhân Ngọc Thanh cưỡi hạc, cưỡi loan, nhạn, cắt, tấp nập bay đến. Theo sau là số lượng lớn đám người sử dụng thân pháp chạy đến. Chẳng bao lâu sau thì Lão Ngũ trở về. Bản lĩnh kiếm ăn của gã cao hơn Mạc Vấn rất là nhiều. Mấy quả trái cây tìm được ăn rất là ngon. Ồ, còn mẹ nhân ạ, sao lại có nhiều nhân điểu tới thế nhỉ? Lão Ngũ thấy người trợ giúp của đối phương không chỉ 5-6 người như trong dự đoán của gã, trong lòng có chút lo lắng. Mạc Vấn nhướng mày cười lạnh. Lão Ngũ thấy vẻ mặt đó thì biết hắn đã có dự tính cả rồi, nên không lo lắng nữa. Thiện nhân không nên mắng đạo hữu Ngọc Thanh ta được. Đạo nhân tiếp khách nghe Lão Ngũ chửi thề thì lớn giọng trách mắng. Lão Ngũ nghe vậy cười ha hà, cũng chẳng tức giận. Cầm lấy mấy quả trái cây đi về phía mấy đạo nhân tiếp khách vẫn luôn cầm kiếm đứng yên. Sao? Các người khát à? Này, cho một quả đó. Trở lại đi, Mạc Vấn ngăn Lão Ngũ đang tiến lên khiêu khích.
Chờ mãi cho đến giờ Dậu là 7 giờ tối thì lúc này đạo nhân tiếp khách hồi sáng đi báo tin mới đi xuống. Trưởng giáo của bọn ta cho phép người lên núi. Chờ đợi thật là lâu, thái độ thì lạnh nhạt, giọng điệu thì vô lễ. Những thứ này đều khiến cho Mạc Vấn cực kỳ là khó chịu. Nghe vậy thì quay người đi về phía Lao Ngũ đang chuẩn bị vác nữ thi lên, xách bọc thi thể trong tay của gã qua. Cùng lúc đó giao một tờ định khí phù đã được vẽ trước cho Lao Ngũ. Nhìn tảng đá dưới tảng cây rồi thấp giọng dặn dò: nghe được tiếng cười của ta thì dán lên trên đó. Lão gia, vậy ta không cần đi với người sao? Lão Ngũ mặt không lộ vẻ cảm xúc, cầm lấy tờ phù được gấp thành hình tam giác. Không cần. Sát khí lướt qua trên mặt Mạc Vấn, rồi hắn xách bọc thi thể quay người bước lên núi. Vào lúc này trên Ngọc Thanh Sơn tụ tập hơn 60 vị cao thủ tử khí của các môn phái thuộc Ngọc Thanh Tông, cộng thêm cả đạo nhân tử khí của Ngọc Thanh Phái, nhân số khoảng từ 80 đến 100 người. Nhưng mà có lúc thì nhiều người cũng là vô dụng. Ba tên phó tướng vĩnh viễn không thể ngăn nổi một mình Gia Cát Lượng. Đến tận lúc này thì hắn vẫn chưa phát hiện ra cao thủ tuyệt đỉnh có tu vi linh khí vượt qua mình. Ngọc Thanh Sơn là đạo trường của Ngọc Thanh Thiên Tôn, có thể xưng là Linh Sơn. Sau khi trời đất phong bế, trong ngọn núi này vẫn còn sót lại một chút ít linh khí. Trong núi có rất nhiều thảo mộc quý hiếm, phong cảnh tú lệ. Trên đường lên núi thì cứ 10 bậc một đỉnh, 100 bước một viện, 1000 bước một quan. Những viện nhỏ này phần lớn đều ẩn trong cánh rừng bên đường, chỉ có thể nhìn thấy được viền nóc nhà và một số góc mái hiên. Đi trên đường đá giữa lưng chừng núi có thể cảm nhận được năm tháng dài lâu và bầu không khí tu đạo mạnh mẽ của Ngọc Thanh Sơn. Trước đó thì Ngọc Thanh Phái đã dặn dò cho các đạo nhân bình thường trong núi, cho nên lúc Mạc Vấn lên núi thì không hề gặp được bất cứ một đạo nhân nào và cũng không nhìn thấy đám đạo nhân bị cắt đứt chân. Một nén hương qua đi, Mạc Vấn đến được đại điện Ngọc Thanh nằm ở sườn núi. Phía trước đại điện Ngọc Thanh là một quảng trường rộng lớn, từ đông đến tây dài đến mấy trăm bước, từ bắc qua nam thì rộng mười mấy trượng. Hai lư hương khổng lồ được đặt ở hai phía tây và phía bắc. Phía chính bắc của quảng trường là một đại điện bằng gỗ cổ xưa, tấm biển chính giữa có dòng chữ vàng Vô Cực Thái Nguyên. Và lúc này mấy trăm vị đạo nhân của Ngọc Thanh Tông đứng từ tây sang đông trước đại điện, nam nữ đều có. Trong hơn trăm người này có lão đạo chiếm 5 thành, đạo nhân trung niên chiếm 3 thành, đạo nhân trẻ tuổi dưới 30 số lượng không nhiều. Đám người này đều là cao thủ của Ngọc Thanh, khí định thần ổn. Tuy rằng trong lòng có địch ý nhưng mà không lộ ra ngoài, biểu cảm trên mặt đa số đều rất là lạnh lùng. Thấy Mạc Vấn đi tới quảng trường, đám người Ngọc Thanh đồng thời tuyên sướng đạo hào: Phục sinh Vô Lượng Thiên Tôn. Mạc Vấn liếc mắt nhìn xung quanh, sau đó thả bọc thi thể xuống rồi chắp tay hoàn lễ: Phúc sinh Vô Lượng Thiên Tôn. Song phương chào hỏi nhau xong, sau đó một vị lão đạo khoảng 50 mấy tuổi từ trong đám người cất bước đi ra. Người này mặc đạo bào trưởng giáo màu tím, chân đạp vân hoa, đầu đội kim quan, thân hình cao lớn, ngũ quan đường nét rất rõ ràng, mũi lớn miệng rộng: Bần đạo là Huyền Chân Tử, trưởng giáo Ngọc Thanh Phái. Thiên Khu đạo trưởng đến đây là vì chuyện gì thế? Thần sắc Huyền Chân Tử lạnh lùng, giọng nói cũng như vậy: Bần đạo có một vị bằng hữu bị đạo nhân Quý Tông cưỡng gian rồi giết chết. Bần đạo đến đây để truy xét hung thủ. Mạc Vấn nghiêm mặt đáp: Nếu như không biết hung thủ là ai thì làm sao biết là đạo nhân Ngọc Thanh ta làm chứ? Huyền Chân Tử nhấn mạnh: Bần đạo có chứng cứ trong tay, mời Xích Dương đạo trưởng đi ra, bần đạo có lời muốn hỏi lão ta. Mạc Vân nói ra. Lúc trước đứng dưới chân núi mấy canh giờ, hắn đã suy nghĩ cẩn thận các tình huống gặp phải sau khi mà lên núi sẽ bị Huyền Chân Tử hỏi. Mạc Vân vừa dứt lời, một giọng nữ tức giận mắng truyền từ trong đám người ra: Đồ ác vô sĩ, lần trước ngươi dùng yêu pháp đả thương Xích Xương Thử sư thúc, lần này lại dám ngậm máu phun người nhục mạng ngài, rốt cuộc ngươi đến đây là có dắt tâm gì chứ? Mạc Vấn nghe tiếng nhìn qua, phát hiện người nói là một cô gái trẻ tuổi với khuôn mặt giận dữ. Trước đây hắn từng động thủ với người này ở phía dưới Tuyết Sơn. Người này tên là Dương Hàn Sương, là đệ tử của Huyền Chân Đường. Mạc Vấn cũng không so đo miệng lưỡi với cả người phụ nữ, thu hồi ánh mắt lại nói với cả Huyền Chân Tử: Xin Huyền Chân trưởng giáo mời Xích Dương đạo trưởng ra,
ta gặp mặt. Xích Dương Tử thì chính là tiền bối Ngọc Thanh phái ta. Lúc này hành động bất tiện, đã ẩn cư sâu trong núi, sợ là không tiện mời ra. Ở xin Thiên Khu đạo trưởng đưa ra chứng cứ trước. Huyền Chân Tử lạnh giọng mà nói, song phương đều tức giận nên không thèm tôn xưng với nhau. Chứng cứ tất nhiên là ta sẽ lấy ra, nhưng việc này có quan hệ với cả Xích Dương đạo trưởng, lão nhất định phải có mặt. Mạc Vấn lạnh giọng mà nói. Nếu tra ra việc này không liên quan đến Ngọc Thanh Tông, vậy thì Thiên Khu đạo trưởng lại nhục mạ thanh danh Ngọc Thanh, hạ thấp danh dự chúng ta như vậy, hôm nay sợ là khó toàn thân trở ra đó. Huyền Chân Tử nhíu mày mà nói. Nếu việc này không quan hệ với các ngươi, bần đạo sẽ tự chặt tay tạ tội. Mạc Vấn rút kiếm thất tinh từ sau lưng ra rồi đâm xuống mặt đất. Lý Phi Dương, Dương Hàn Dương, hai người các ngươi ra sau núi mời Xích Dương sư thúc đến đây. Huyền Chân Tử ra lệnh với môn nhân. Huyền Chân Tử nói xong thì hai vị nữ giới đồng thanh đáp ứng rồi xoay người vội vã đi về phía sau núi. Không lâu sau đó có một bóng người lướt ra từ phía sau núi. Hai lần lên hai lần xuống đã đáp xuống chỗ quảng trường đám người đang đứng. Người này không phải ai khác, chính là Xích Dương Tử đã bị đứt đùi phải. Kiều nhân gặp mặt liền đỏ mắt. Lúc này Xích Dương Tử đã mất đùi phải, tay cầm một cây gậy đồng dài 4 thước. Đáp xuống đất xong thì trừng mắt nhìn chằm chằm Mạc Vấn, sau đó chuyển hướng qua chào hỏi Huyền Chân Tử và đám người phía sau. Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn, Xích Dương Tử ra mắt trưởng giáo chân nhân, chư vị đạo hữu. Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn, mọi người đáp lễ. Sư thúc, Thượng Thanh Tông Thiên Khu đạo trưởng đến đây. Không cần đa lễ. Xích Dương Tử đưa tay chặn lời nói của Huyền chân trưởng giáo, sau đó quay đầu căm tức nhìn Mạc Vấn mà nói. Bần đạo ta là người tu đạo thuần dương, người lại dám bôi nhọ ta như vậy sao? Ta đã từng nói việc này là do ngươi gây nên sao? Mạc Vấn khoát tay nói. À, thế vậy chuyện này liên quan gì đến bần đạo hả? Xích Dương Tử giận dữ nói. Vào 4 năm trước, bần đạo nóng lòng tìm kiếm tung tích tiện nội. Các ngươi lại vì chuyện Cửu Long Đỉnh hàm oan cho ta, lại dây dưa không chịu buông tha cho ta. Ngày đó bần đạo đã từng nói cho ngươi biết được là Cửu Long Đỉnh như thế nào. Việc này ngươi còn nhớ chứ? Mạc Vấn trừng mắt đáp lại. Xích Dương Tử nghe vậy không liền trả lời, âm thầm phỏng đoán động cơ phía sau của Mạc Vấn. Huyền Chân Tử ở bên cạnh thì lại tiếp lời mà nói. Thì ra hôm nay ngươi đến là vì muốn báo thù. Ngươi nghe cho rõ đây. Tuy gia sư đây đã chứng đạo phi thăng, nhưng mà Ngọc Thanh Tông ta không sợ ngươi đâu. Mạc Vấn thì không quan tâm tới lời nói của Huyền Chân Tử, chỉ nhìn thẳng vào Xích Dương Tử mà nói. Xích Dương đạo trưởng, ngày đó bần đạo có nói cho ngươi biết ta có được Cửu Long Đỉnh như thế nào, có đúng không? Đúng là ngươi có nói. Xích Dương Tử đáp. Tốt lắm. Vậy bần đạo lại hỏi ngươi, ngươi có phái người đi kiểm tra đến cùng hay không? Mạc Vấn truy hỏi. Sự tình Cửu Long Đỉnh quan hệ trọng đại, chúng ta làm sao mà có thể tin tưởng lời ngươi nói là thật chứ? Tất nhiên là sau đó Ngọc Thanh phái sẽ phái người đến mang hoang xem xét rồi. Xích Dương Tử lớn tiếng nói. Ngươi phái đi mấy người? Mạc Vấn truy vấn. Hai người. Xích Dương Tử đáp. Tốt. Mạc Vấn xuất ra linh khí kéo bọc thi thể tới, rồi vung tay mở tấm chăn bao bọc thi thể ra. Chăn bông vừa được mở ra, đám người Ngọc Thanh lập tức thấy được nữ thi thể lõa thể. Trên thân nữ thi thì răng đầy vết thương, có vết răng cũng có vết cào. Đa số vị trí vết thương đều nằm ở chỗ kín của cô gái. Nhìn thấy nữ thi này, đám người Ngọc Thanh mặc dù không kinh hô ra tiếng, nhưng cũng không khỏi âm thầm kinh hãi. Bần đạo có được Cửu Long Đỉnh từ một sơn động tại Man Hoang. Nữ thi này thì ở trong động. Sơn động đó lại ở phía trên vách đá hố trời. Thổ dân người Man không cách nào vào được. Nữ thi này trở thành như vậy, sợ là không thoát khỏi liên quan đến hai vị đạo nhân quý phái. Mạc Vấn dùng linh khí nâng nữ thi lên bày ra trước mắt mọi người. Đám người Ngọc Thanh nghe vậy đều không trả lời. Tuy bọn hắn chán ghét Mạc Vấn, nhưng mà không thể càn quấy như là đám vô lại đường phố được.
Mặc dù là Mạc Vấn không lấy ra chứng cứ trực tiếp, nhưng dựa theo lẽ thường suy đoán, Ngọc Thanh Tông rất đáng nghi trong việc này. Ngoài ra thì bọn họ cũng không biết thảm trạng của nữ thi trong sân động này có quan hệ như thế nào với bằng hữu bị hại của Mạc Vấn. Giờ thì xin Huyền Chân Tử trưởng giáo hãy gọi hai vị đạo nhân được phái đi ngày đó đến đây, để bần đạo hỏi cho rõ ràng và cũng trả lại sự trong sạch cho Ngọc Thanh Phái. Mạc Vấn nhìn Huyền Chân Tử nói. Huyền Chân Tử nghe vậy thì quay đầu nhìn về phía của Xích Dương Tử. Xích Dương Tử nhíu mày nói ra hai cái tên là Triệu Chí Bình và Lâm Chí Hưng. Huyền Chân Tử nghe được lời nói của Xích Dương Tử, liền quay đầu về hướng Bắc. Hai tên đạo nhân hiểu ý, rời khỏi đám đông đi gọi người. Lúc này sắc trời đã tối nhưng mà xung quanh quảng trường không hề được đốt đèn. Mọi người đều là đạo nhân tử khí vượt qua thiên kiếp, đều có thể thấy rõ ràng trong màn đêm. Không bao lâu thì một vị đạo nhân trẻ tuổi theo đạo nhân đi gọi tiến vào quảng trường. Triệu Chí Bình, lần trước ta lệnh cho hai người các ngươi phải đến Mang Hoang xem xét chỗ thất lạc của Cửu Long Đỉnh. Các ngươi có làm đúng phận sự hay không? Xích Dương Tử không vội, trước tiên đặt câu hỏi. Đạo nhân tên là Triệu Chí Bình, sau khi mà tới chỗ này thì toàn thân phát run, tâm thần có vẻ không yên. Nghe Xích Dương Tử đặt câu hỏi thì run rẩy còn mãnh liệt hơn nữa. Đám người Ngọc Thanh thấy vậy thì nghĩ thầm không xong rồi. Đêm nay rất có thể Ngọc Thanh phái sẽ phải mất mặt. Nói! Huyền Chân Tử lớn tiếng quát. Triệu Chí Bình vốn sợ hãi, nghe trưởng giáo tức giận thì quỳ bịch xuống. Đệ tử thất trách. Lần trước sư thúc thổ lệnh nhận chúng ta đến Man Hoang, đệ tử sốt ruột nên chuyện trong nhà nên không đi, mà về nhà mấy ngày, chỉ có một mình Lâm sư huynh đến Man Hoang mà thôi. Xích Dương Tử ở bên cũng nổi giận. Mấy ngày sao? À, các ngươi lấy cớ đường khó đi, trước sau đi hơn 100 ngày mới trở lại. Ngươi khó đoạn tục duyên, như vậy cũng không nên tu đạo này nữa. Mạc Vấn nghe vậy thì thầm thở hắt ra một hơi. Hắn vốn cho là lần hỏi tội này cần dùng cả thực và hư cùng với cả đe dọa. Không ngờ rằng đối phương chẳng chịu tra hỏi, đã nhanh chóng không đánh đã khai. Ngoài ra thời gian hơn 100 ngày mà Xích Dương Tử nói cũng ăn khớp với cả thời gian Long Hàm Tu có biểu hiện dị thường như lời của Miêu tộc trưởng đương nhiệm nói. Còn Lâm Chí Hưng đâu? Vì sao Lâm Chí Hưng còn chưa tới? Xích Dương Tử nhìn qua phía đông quát lớn. Xích Dương Tử tuy trở thành người què nhưng bối phận lại cao. Sau khi lão hô lớn thì có hai người đi ra khỏi đám đông, chạy vội về hướng đông. Một khắc đồng hồ sau vẫn không thấy Lâm Chí Hưng bị gọi tới. Mạc Vấn đứng thẳng người, trong lòng càng chắc chắn. Mấy canh giờ phải chờ đợi trước đây đã làm choán càng chờ càng tức giận, mà lúc này càng chờ đợi càng thấy vui mừng. Thời gian kéo dài càng lâu thì càng chứng tỏ Lâm Chí Hưng có tội. Cuối cùng thì mấy đạo nhân đi gọi đã trở lại, lúng túng và hổ thẹn trên mặt, vừa nhìn là hiểu ngay. Một người trong đó đi đến trước mặt của Huyền Chân Tử thì thầm mấy câu. Huyền Chân Tử tuy đã dựa vào vẻ mặt của mấy người này đoán được kết quả, nhưng ngay vậy lại càng sợ hãi. Nguyên nhân chết là cái gì chứ? Dạ, tâm mạch đứt đoạn, có lẽ là tự sát. Người đi gọi thấp giọng trả lời. Huyền Chân Tử nghe vậy thở thật sâu, bình ổn tâm thần. Vậy chết lúc nào? Dạ, đã được 2 canh giờ rồi. Người đi gọi trả lời. Ngay tại lúc Mạc Vấn cho rằng đối phương đã sợ tội nên tự sát là kết cục đã định, thì trong đám đông lại có người nói. À, 2 canh giờ trước thì Thiên Cô Tử chân nhân đã rời khỏi chân núi, một khắc đồng hồ sau thì mới quay trở về đó. Huyền Chân Tử nghe vậy thì nhíu mày nhìn về phía Mạc Vấn. Hổ thẹn trong ánh mắt dần dần biến thành sự nghi hoặc. Xin hỏi Thiên Khu đạo trưởng, một khắc đó người đã đi đâu, làm gì? Trong khoảng thời gian này bần đạo đi xung quanh Ngọc Thanh Sơn, bố trí 23 tấm định khí phù. Nếu Ngọc Thanh Tông làm việc bao che, bần đạo sẽ ngọc nát đá tan cùng với cả Ngọc Thanh Tông. Mạc Vấn chỉ nói đúng sự thật. Chuyện gián phù sẽ không giấu giếm được, thay vì để đối phương tìm kiếm phát hiện thì chi bằng tự mình nói ra. Đám người Ngọc Thanh nghe vậy không khỏi lộ vẻ tức giận. Huyền Chân Tử thì giận dữ xông thiên nói. À, cái gì? Ngươi lại dám vây khốn Ngọc Thanh Sơn sao?
Lần này bần đạo đến là vì truy tra hung thủ, Mạc Vấn cao giọng nói. Lúc này hung thủ đã sợ tội tự sát, xin các ngươi giao thi thể của gã cho bần đạo mang đi. Cái chiều vu oan giá họa chết không có đối chứng này rất được đó. Âm hiểm, quả nhiên âm hiểm, đúng là cực kỳ âm hiểm mà. Vẻ mặt Xích Dương Tử như bừng tỉnh hiểu ra, liên tục nện gậy đồng xuống mặt đất. Lần này ngươi đến đây mượn danh nghĩa hỏi tội, thực chất là để trả thù. Giết đệ tử Ngọc Thanh ta, làm ô danh Ngọc Thanh ta, dùng phù chú vây khốn Ngọc Thanh Sơn ta. Ngươi đã muốn trả thù như vậy, sao không cứ quang minh chính đại nhào tới là được mà. Lời của Xích Dương Tử vừa nói ra thì đám người Ngọc Thanh lập tức thoát khỏi vẻ xấu hổ, quần chúng thì xúc động, ra vẻ hiểu rõ âm mưu. Mạc Vấn thấy vậy thì cười lạnh mà nói: trước mắt cao thủ các phái Ngọc Thanh đã đầy đủ đến đây. Lâm Chí Hưng sợ tội tự sát là đả kích rất lớn với cả danh dự của Ngọc Thanh phái. Thực ra trong lòng các ngươi biết rõ ai đúng ai sai, chỉ là ngại mặt mũi nên tự lừa mình dối người mà thôi. Nếu đám người các ngươi có can đảm đối mặt sai lầm thì hãy mau chóng giao thi thể của Lâm Chí Hưng cho ta mang đi. Tam Thanh vẫn sẽ như thể tay chân. Nhưng nếu các ngươi vẫn một mực xem thường Thượng Thanh bọn ta, ta cũng không ngại làm xấu thanh danh các ngươi đâu. Mạc Vấn nói tới đây liền rút ra kiếm, giọng điệu nặng nề hơn. Và nếu như các ngươi cố ý muốn che giấu, muốn giết ta diệt khẩu, vậy cùng nhau ra tay đi. Nếu bần đạo lui về phía sau nửa bước thì sẽ uổng danh chuẩn đồ Thượng Thanh. Mạc Vấn nói xong, đám người Ngọc Thanh lập tức im thin thít. Mạc Vấn nói ra lời này, không ít người trong lòng đã hiểu rõ. Bọn họ chỉ là không muốn tin môn nhân của mình lại làm ra cái loại chuyện bỉ ổi, làm nhục thi thể như vậy. Nếu chuyện này là thật thì không khác nào một cái bạt tai vang dội đối với cả Ngọc Thanh Tông, vốn luôn tự cao tự đại. Huyền Chân Tử chính là trưởng giáo một phái, sau khi suy xét trước sau đã khó khăn cho ra quyết định, xoay người đi về hướng đông. Mọi người ra Huyền Chân Đường, theo ta đi làm phép chiêu hồn. Chờ đợi sau nửa canh giờ thì đám người Huyền Chân Tử chán nản mang theo một cái túi thi thể quay trở lại. Giao thi thể cho Thiên Cô Tử đạo trưởng mang đi. Rồi ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 63 của bộ truyện Tử Dương Môn tại đây. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện, đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio, kênh Phi Tùng, để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn vào giờ phát sóng tiếp theo.